Được chưa? Quá! Ôi chú ơi, dữ quá! Mỏi ơi, kinh quá! Ui, cho nó vài kinh chưa này? Còn một chú nữa. Ui, cái đạp qua là mình kinh nhỉ? Ui, con gì nó cầm ở đây anh em ạ? Kinh lắm! Mà trong cái căn nhà hoàng này á, kinh khủng lắm. Cái gì? Cái bẻ này thì để về mà vẫn có nước vào đây. Ừ, sao nước vào đây được nhỉ? Nó làm thế nào nhỉ? Quát mưa. Cả mưa lâu ngày. Mưa lâu ngày đậy về đây. Mưa lâu ngày. Ở đây người ta bảo có rắn khổng lồ lắm đấy anh em nhé. Đi vào. Ôi, đi đâu? Nó ra sao? Đưa cái nhà đi. Ừ. Gì? Ừ. Xương gì đây anh em ơi? Ui này, phát hiện được có xương này. Ừ, đây. Ừ, có xương đây, con gì chết ở đây? Không, nó ăn đấy. Ôi đây, nó ăn đấy, nó ăn chuột này. Nó chuột đấy chứ. Ừ, nó ăn nó còn lại đấy. Đây chứ. Đây chứ. Đây nhá, xương này. Đây này, hình chưa? Chuột này. Khô đấy nhỉ. Kinh khô luôn. Kinh đấy nhỉ. Mọi người thì ở cái ngôi nhà này ấy, thì mình nghe nói người dân ở đây người ta bảo là đây có một con rắn rất là khổng lồ mọi người nhé. Thì hôm nay anh em biết tin cái ngôi nhà này đã bỏ hoang rất là lâu rồi, từ năm 80 nữa, hai mấy năm nay đấy mọi người nhé. Anh em đến anh em sẽ truy tìm anh em mình bắt cái con rắn khổng lồ đấy cho người dân đỡ hoang mang mọi người nhé. Đây, bàn thảo cũng không biết. Rồi. Gì nhá? Cái gì đây ấy? Ui, trong này còn cái gian buồng này. Anh em mỗi đứa một nơi nhá. Tối lắm. Ui, có hoa kìa. Có hoa này. Có soi đèn, soi đèn, soi đèn. Có hoa, có đèn không? Có hoa, đây, đây, đây xem. Có hoa, có hoa. Có hoa thì đập hoa này. Thấy chùi gì đây, đây, đây. Có hoa này. Ở đây thì không rồi. Lỗ. Ở đây có lỗ đây. Cái ảnh thờ nó bất kinh. Không thờ ảnh thờ. Không thờ ảnh thờ. Ôi, ui, đồ cổ không ạ? Cái cổ này. Đồ cổ vỡ rồi. Vỡ rồi. Vỡ rồi. Vỡ rồi. Có giá. Có giá đây. Sao? Mà mở cửa ra sáng cho nào? Mở cửa cho nó. Mở cửa. Cái này có giá đấy thôi. Mở cửa anh em đừng đứng bên cửa đấy nhá. Ui. Thôi bỏ gọn đấy. Đặt hết cái này. Ngôi nhà hoang này những cái này hay thường xuyên hay có rắn cực kỳ như vậy. Cái này là anh em bắt. Đây này, nhấc gọn này ra này. Thứ hết vào sau đi. Kinh. Ui giời, ui rắn này. Đấy đấy, nó tụ hết cho trong nhà hoang rồi. Đấy, ngay mà. Chắc nào người dân đây người ta sợ cũng đúng này. Ui giời ơi.
Ui giời ơi, đứng cho anh em đứng tránh anh cho anh đây đứng đứng che cửa, đứng che cửa. Ui giời, ui đây 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 đây. Tập tình. Ui, nó lao nhau nhau đến đống luôn anh em ạ. Tình chưa? Sợ nhây. Chuyển đâu? Chuyển đâu? Chuyển đâu? Ui, ngồi trong cái hộp kia cũng còn kìa. Đúng không? Ừ, có hộp kìa. Ui, nhờ. Ui, nó dựa này này. Đâu đây này, mọi người xem. Được chưa? Ui, cái này cái hộp điện thoại. Cái hộp điện thoại đúng rồi. Hộp điện thoại ngày xưa. Thế mà ở đây cũng giàu đấy chứ. Có cả điện thoại từ ngày xưa thời ngày xưa cơ mà. Điện thoại bàn đấy. Điện thoại bàn đấy. Có chưa? Thấy không ạ? Và trong ngôi nhà hoang thì người dân rất sợ những cái đàn rắn này. Hôm nay anh em và anh em bắt được một ổ luôn mọi người nhé. Kinh này. Kinh này. Ui. 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 Đó, đây, đây, đây. Anh ngồi xem thứ này đi. Đây, đây, đây. Ôi giời, đang nằm. Ôi, chuẩn. Chuyển kinh chưa? Kinh chưa? Ô, cái chạy đây, cái chạy. Đấy, bắt từng con một nào. Đây, cháu cái cua đấy này. Ấy, ôi giời, động cái chạy. Này, 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 này. Nó đang chuẩn. Bắt những con ở ngoài trước. Ôi giời, ôi, kinh chưa? Chuẩn quá nhỉ? Chuẩn quá nhỉ? Chuẩn chưa? Đúng ăn chưa? Chuẩn để anh. Chuẩn để anh. Đúng ăn chưa này mọi người? Đấy nhá, đóng luôn mọi người nhá. Ủa rắn rồi. Kinh khủng không? Kinh chưa nhỉ? Ông bảo trong nhà hoang này nó chả ở đây nữa đâu. Trong nhà hoang này mình biết ngay những cái địa điểm này là hay có rắn là đúng. Nó công đầy chuột và kỳ nạn mọi người. Những cái đoạn đầu tiên chúng đóng lâu nhưng nó công rất là nhiều chuột vào đây mọi người nhá. Đây con trong mải này. Đấy, kinh chưa? Mở ra thử đi. Bằng lắm rồi. Cái này. Nó gầm gừ kêu đấy. Nó kỳ đấy. Đấy. Cái nào. Ê. 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 Ui. Ui to thế. Ui to hết nhỉ. Ui dồi ôi kinh quá. Đúng chưa. Ui chạy này chạy này chạy này. Ừ, to chưa. Ui giời. Ừ. Hãy chưa? Lắm thế. Ui giời. Đây này. Trời ơi, điện thoại nhỏ gì vậy? Quá lâu năm rồi nào. Thẻ thôi. Ui đang thẻ nữ ngày tay. Ừ, đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Ôi 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 ôi. Ừ, dữ lắm. Thấy chưa? Dữ bay cơ mà trong hộp. Đúng chưa? Không dữ chàng mà chứ. Ừ, sợ nhỉ. Là cái giống nó nằm trong cái hộp nó ra nó rữ nhỉ. Rữ. Đúng không? Nằm đây nó ra nó ấy kinh lắm. Còn là cái độc tố nó cao nó là thật. Nhìn vào nhé. Úi, vừa thấy tia độc ra đấy. Phun độc rồi. Phun độc rồi mà cao rồi đấy. Mà đấy. Mà nó đi đây này. Ấy. Đúng chưa? Úi, đi tới đây mình rồi. Hãi nhỉ. Ui. Gớm chưa? Còn lại dựng thế. Dựng thật. Kinh quá chứ người. Chàng đã chậm, chàng dựng quá chứ. Ừ. Đấy, ngọc mình kìa, ngọc mình kìa. Đấy, ngọc mình kêu kinh nhỉ. Ui. Một, bắt nó vào, bắt nó vào luôn. Đấy mọi người á, sau khi anh em mình vào trong cái ngôi nhà hoang này anh em mình đã bắt được. Ui, 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 ui,
Ủa đến bảy vòn. Trong nhà này không, trong chỗ này này, khu vực này khi còn nhiều ấy, khu vực này đảm bảo trong ngôi nhà còn rất là nhiều người nhá. Khả năng là anh em sắp tới anh em sẽ làm một số cái bẫy bên đây. Ở đây người dân người ta nói là người ta gặp một con rắn to đuôi như thế này mà không biết nó có phải không hay là cái chỉ là cái tin đồn người ta không, nhưng mà anh em sẽ cố gắng anh em mình tìm kiếm anh em bắt cái con rắn khổng lồ để quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ anh em sẽ về anh em làm một cái số cái bẫy, hoặc anh em sẽ đặt một số góc quay ở cái khu vực này để anh em kiểm chứng xem nếu mà đúng đêm hôm của con rắn khổng lồ nó bò về đây thì anh em sẽ xuống anh em bắt mọi người nhé. Mọi người xem được cái video này của anh em mình, nhớ thứ hai nhớ like chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình nhá. Chào mọi người nhá.